Quang Hải có scandal, anh nghĩ đấy không phải là scandal. Mọi người cho nó là một cái scandal đúng không? Rất nhiều nhãn hàng làm việc với anh cũng nói là ừ bây giờ chúng tôi phải thế này thế kia vì Quang Hải là scandal. Anh bảo thứ nhất không phải là scandal, đấy là một cái việc rất là bình thường. Bạn ý kinh doanh tốt, không ảnh hưởng gì đến câu lạc bộ đúng không? Bạn ấy có một cuộc sống hoàn toàn là hạnh phúc với một người bạn gái. Dũng có hạnh phúc không? Có. Thế thì chúng ta phải mừng chứ. Mà người đại diện ở đây nó gói gọn ở trong một cái vai trò vừa là cha là chú, vừa là người bạn đồng hành, vừa là người thầy, nhưng cũng là người bảo vệ. Tức là chúng ta phải luôn luôn coi các bạn ấy là một phần của chính mình. Làm người đại diện cho những cầu thủ nổi tiếng số 1 Việt Nam, sướng hay khổ? Sướng. Sướng chứ. Sướng. Sau Thường Châu, các bạn ấy từ những cầu thủ hầu như là không có ai biết tới, đã được rất là nhiều người biết tới, đã thay đổi nguyên một cái tư duy, thay đổi nguyên một cái, mình anh không dám nói là nền bóng đá Việt Nam, nhưng mà thay đổi nguyên một cái tư duy về bóng đá ở Việt Nam, đúng không? Thì sau đó là mọi người mới biết là à, Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh, Tiến Linh, Đình Trọng, ABC. Sướng, đấy là cái sướng của anh, là mình đã đứng sau những con người mà cho đến cái thời những thời điểm này tất cả mọi người đều biết đến họ. Họ là những cầu thủ ngoan, sạch sẽ, biết kiếm tiền một cái lương thiện. Nhưng tôi lại muốn nghe những cái anh có một cái sự chia sẻ. Cái mặt phải thì ai cũng nhìn thấy, nhưng không ai nhìn thấy cái mặt đằng sau. Ở Việt Nam mình hay có cái câu là cái nghề nó chọn mình chứ mình không chọn được nghề. Mọi người cũng biết là anh sống ở Đức rất là lâu. Sau đó thì anh về Việt Nam, anh tham gia xây dựng, cùng xây dựng bóng đá Việt Nam. Thì nó là một cái nghề hoàn toàn mới. Ở Việt Nam mình nó có một cái tư duy là cỏ, đúng không? Cỏ là quản lý. Và đến khi anh về thì nó có một cái từ mới là từ đại diện. Thì bây giờ cỏ cũng là một nghề. Cỏ đây là gì? Tôi sẽ đưa ông cầu thủ này đến một câu lạc bộ kia và tôi sẽ ăn một khoản phần trăm nào đó. Đúng rồi. Đấy là cỏ. Quản lý là một cái đội mà lo, ví dụ như là cầu thủ đấy phải đi thi đấu hay là phải đi, tức là chụp ảnh hay quay phim cho thương hiệu. Những hoạt động thương mại. Hoạt động thương mại thì đấy là đội ngũ quản lý. Vâng. Lo ăn, lo ở, lo mặc, lo bay, lo đón, lo đưa. Đấy là quản lý. Những đại diện thì nó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Vâng. Đại diện ở đây anh nghĩ rằng nó không phải chỉ là cái câu chuyện là kiếm một cái hợp đồng quảng cáo qua Facebook, hay là kiếm một cái hợp đồng đại sứ thương hiệu. Mà người đại diện ở đây nó gói gọn ở trong một cái vai trò vừa là cha là chú, vừa là người bạn đồng hành, vừa là người thầy, nhưng cũng là người bảo vệ. Tức là chúng ta phải luôn luôn coi các bạn ấy là một phần của chính mình. Cái điều tiếng thì anh không ngại, bởi vì anh nghĩ rằng riêng với cá nhân anh, khi mà mình làm một cái việc gì mới, mình có sai lầm. Cái đấy chính chắc Minh Hải cũng biết, anh cũng có sai lầm, và chính em cũng là người là đưa cho anh những cái lời khuyên, đúng không? Thì từ những cái sai lầm đấy mình sửa. Và từ những cái sai lầm đấy chắc chắn nó sẽ xảy ra những cái việc hiểu lầm của những người khác về mình. Nhưng mà anh luôn luôn quan niệm là mình, thứ nhất là mình phải sống thật là tử tế. Mình phải sống rất là tử tế, mình sống đúng với cái tâm của mình. Và mình phải, cái người mà anh luôn luôn nghĩ tới không phải là anh, mà cái người luôn luôn nghĩ tới là những người anh làm việc cho. Họ mới là những người luôn luôn ở vị trí số 1, còn anh chỉ là người đứng ở vị trí đằng sau thôi. Em phải hiểu là có rất là nhiều người khi mà họ chỉ cần đi với những người nổi tiếng thôi, là họ nghĩ là họ đã nổi tiếng rồi. No, no, cái đấy là hoàn toàn sai lầm. Vâng. Bởi vì chúng ta phải biết chúng ta là ai. Và nhiều khi có những cái mà mình nên đứng đằng sau thì mình sẽ xử lý mọi việc nó ngọt hơn là mình luôn luôn mình phải đứng ở đằng trước, đúng không? Còn sai lầm ai chả có sai lầm, nhất là khi mà anh về Việt Nam, anh là một người sống ở nước ngoài rất là lâu năm,
anh có một cái tư duy làm việc theo nước ngoài, anh về Việt Nam anh bắt tay vào một công việc nó khá là nhạy cảm, bởi vì nó liên quan đến rất nhiều nơi, rất nhiều chỗ. Và anh tin rằng anh cũng là một người cũng dám thay đổi mình để phù hợp với những cái cách làm việc ở đây thì mình mới phát triển được chứ. Anh nghĩ rằng ở một cái nghề thì bao giờ nó cũng có mặt trái, bao giờ cũng có mặt phải, đúng không? Bao giờ nó cũng mặt đen, bao giờ cũng mặt trắng, khó khăn và thuận lợi. Thế nhưng mà làm sao mình có thể cân bằng được hai cái này? Anh nói về sự hiểu lầm, bây giờ em sẽ bóc tách từng sự hiểu lầm một, okay, để mọi người hiểu anh hơn. Ví dụ như là công chúng hiểu lầm, điều này là điều không thể tránh khỏi. Đúng. Mọi người chỉ nhìn thấy giống tư duy mà anh định nghĩa về cò. Tức là gì? Họ đến họ làm việc, họ kiếm một cái bản hợp đồng, xong họ kiếm tiền, họ đi. Tức là họ hoàn toàn là một người khai thác. Nhưng người đại diện thì khác. Bởi vì chính em đã là người mà nói chuyện với gia đình Đoàn Văn Hậu hay là gia đình Bùi Tiến Dũng. Nhà của Đoàn Văn Hậu ở quê hay là nhà của Bùi Tiến Dũng ở quê nó không thể khang trang, không thể được xây dựng mới nếu không có những người như anh. Thì đây là cái mà chúng ta phải công bằng với nhau. Tức là anh cũng đã thay mặt các bạn đấy không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà phải làm đúng chữ hiếu với những người trong gia đình. Công bằng mà nói, chúng ta phải thừa nhận là chúng ta đang có một lứa cầu thủ rất là ngoan. Nếu các bạn ý có những cái suy nghĩ lệch lạc về gia đình hay là có những cái mà không quan tâm đến người khác thì chúng ta chỉ có thể nắn thôi, có đúng không? Vâng. Nó ăn vào bản chất rồi. Đúng rồi. Còn nếu mà các bạn ý mà là những người mà luôn luôn yêu thương bố mẹ, luôn luôn biết quan tâm đến gia đình thì chúng ta chỉ làm cho nó tốt hơn, chỉ cần làm cho nó tốt hơn thôi. Thế cho nên là anh tin ý, là cái lứa cầu thủ hiện nay là một lứa cầu thủ rất là ngoan và rất là biết trước biết sau, kể cả những cái cách đối xử hay là những cái sự quan tâm với gia đình và bố mẹ mình. Thế thì những cái việc đó anh cũng thực ra anh cũng không phải giúp đỡ các bạn ấy nhiều. Thì trong cái cuộc sống hàng ngày thì chú cháu cũng trao đổi với nhau rất là nhiều việc. Nó không phải là chỉ có về việc thi đấu ở trên sân, hay là không phải là chỉ với việc là chúng ta muốn gì, chúng ta sẽ như nào, mà nó còn kể cả những cái việc là anh hiểu nó đơn giản là rất là nhiều người là cứ nhìn đến những cái việc là các bạn đi kiếm tiền, đúng không? Bây giờ cuộc sống, cuộc sống là kiếm tiền, đúng không? Chúng ta ai cũng cần tiền. Anh thấy là rất nhiều người luôn luôn nói là tiền không quan trọng, nhưng anh nghĩ rằng tiền khá là quan trọng trong cuộc sống, đúng không? Cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Để mà muốn kiếm được tiền thì một cầu thủ không chỉ đá bóng giỏi ở trên sân đâu, mà các bạn ấy cũng cần phải biết là xây dựng hình ảnh của các bạn ấy qua những cái câu chuyện khác nữa. Xây dựng hình ảnh tốt, có những người celeb xây dựng hình ảnh xấu, nhưng mà đã là cầu thủ mà là tuyển thủ quốc gia thì không thể xây dựng theo hình ảnh xấu được. Cho nên cái mà anh luôn luôn mong muốn và anh luôn luôn tìm để cho các bạn ấy làm là những cái công việc, ví dụ như là tham gia những cái hoạt động xã hội, ví dụ như là giúp những cái hoàn cảnh khó khăn bằng cách này bằng cách khác. Thì qua những cái đó anh nghĩ rằng các bạn, cái tư duy của các bạn ấy sẽ thay đổi là mình đang sống một cuộc sống rất tốt, xung quanh chúng ta còn rất là nhiều những người mà khó khăn hơn, thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến họ. Và chắc chắn là trong những người đó chúng ta không thể quên đấng sinh thành của mình được. Đúng. Bởi vì không có đấng sinh thành sao có mình. Thì tức là tất cả các câu chuyện nó đều liên quan đến nhau. Chúng ta phải phát triển cho các cầu thủ một cái mảng mà bóng đá Việt Nam họ không đào tạo. Đúng. Họ chỉ đào tạo ra những cầu thủ chơi bóng thôi. Đúng rồi. Chứ họ không đào tạo nhân cách. Đúng. Hay là cái thẩm mỹ của họ. Anh không dám nói là anh có thể đào tạo cho cầu thủ một cái nhân cách, nhưng anh tin rằng anh đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc thay đổi các bạn ấy từ những cách suy nghĩ hay từ những cái ăn mặc, như em nói là đúng không? Đúng. Cái bề ngoài, phong thái, cái phong thái, rồi kể cả những việc nói chuyện với những người xung quanh. Bởi vì rằng các bạn ấy nhìn thấy, khi các bạn ấy đi với anh thì các bạn nhìn thấy là anh là một người rất là tự tin khi mà anh nói chuyện với tất cả mọi người, đúng không? Bởi vì để mà có được cái sự tự tin đó thì không thể là có ngày một ngày hai được, và chúng ta sẽ phải va vấp rất là nhiều. Anh có cảm thấy ức chế không khi mà rất nhiều người nói rằng cái scandal của Quang Hải hay là cái việc mà Dũng đang bị sa sút phong độ nó là một phần trách nhiệm của người đại diện? Không, anh không bị ức chế. Trước thì có. Trước đây 3 năm khi mà mình mới làm, khi mà các bạn ấy mới thành công về thì lúc đó có. Lúc đó là cũng sân si phết đấy. Vâng. Tức là cũng bút chiến cũng như bút ai. Chiến như nhưng mà Minh Hải cũng tự Minh Hải cũng thấy là trong thời điểm khoảng độ hơn một năm trở về đây thì anh cũng lắng đi rất là nhiều. Bởi vì khi mà mình có những cái bài học rồi thì mình cũng bắt buộc là mình cũng phải xem lại là cái cách hành xử của mình làm sao. Còn cái việc mà
Quang Hải có scandal, anh nghĩ đấy không phải là scandal. Mọi người cho nó là một cái scandal đúng không? Rất nhiều nhãn hàng làm việc với anh cũng nói là ừ bây giờ chúng tôi phải thế này thế kia vì Quang Hải là scandal. Anh bảo thứ nhất không phải là scandal, đấy là một cái việc rất là bình thường. Cái thứ hai, nếu các bạn nói là Quang Hải gây scandal ảnh hưởng đến các bạn để các bạn phải cắt hợp đồng hay ABCD đúng không, thì các bạn chứng minh cho tôi đi là vì cái đó các bạn mới bao tiền, thì lúc ấy chúng ta cũng nói chuyện đến scandal đúng không, chứ còn nó đâu phải là scandal. Đấy, còn đấy là việc nhất. Việc thứ hai là việc Bùi Tiến Dũng, trong thời điểm là anh ở Sài Gòn nhiều thì anh khá thân với Bùi Tiến Dũng, và những cái câu chuyện khi mà chúng cháu, hai chú cháu nói chuyện với nhau thì luôn luôn có một câu: bạn có hạnh phúc không? Hàng ngày bọn anh vẫn thường nói chuyện với nhau bằng câu chuyện đó, nó chả có cao sang gì cả. Anh tin Bùi Tiến Dũng rất là hạnh phúc. Việc bạn ấy không được bắt chính ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, việc bạn ấy không được bắt ở đội tuyển quốc gia, nó có thể nó là có một vài sai lầm xảy ra trong những cái trận đấu mà bạn ấy có. Anh nói ví dụ như là hai trận bạn ấy thua, trong đó trận của anh Gia Lai là thua đông như 10 bàn đúng không? Vâng. Nhưng mà ngược lại bây giờ chúng ta phải công bằng ra là một là thủ môn của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì bắt 3 trận thua, có ai nói gì đâu? Vâng. Có đúng trong khi kia là 2 trận. Vâng. Mà câu chuyện về thủ môn thì nó lại là ở một cái vị trí nó tương đối là tế nhị đúng không? Vâng. Ví dụ như chúng ta nhìn ra thế giới bóng đá Đức thôi, khi mà Oliver Kahn còn cầm Vương Miện thì Jens Lehmann không có cửa. Đúng. Ngồi đúng không? Khi mà Manuel Neuer vẫn đang cầm Vương Miện thì tất cả các thủ môn khác, từ thủ môn của Paris Saint-Germain đến Barcelona, không có cửa, ngồi đúng không? Ở vị trí hậu vệ người ta có thể thay, vị trí trung vệ người ta có thể thay, vị tiền đạo nhưng vị trí thủ môn người ta không thay đúng không? Thì cái việc của Dũng là gì? Hàng ngày bạn ấy phải tập, bạn ấy tập nhiều hơn người khác, cái đấy là cái mà anh biết, và bạn ấy chờ cơ hội của mình. Còn khi mà có cơ hội đến, bạn ấy có tận dụng được cơ hội đây không thì đấy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác đúng không? Bạn ấy kinh doanh tốt không ảnh hưởng gì đến câu lạc bộ đúng không? Bạn ấy có một cuộc sống hoàn toàn là hạnh phúc với một người bạn gái, có thể có người này thích có người không thích, đắt chuyện của người ta, nhưng mà Dũng có hạnh phúc không? Có, thế thì chúng ta phải mừng chứ. Nhưng mà nhiều người nói rằng là bây giờ cuộc sống của Dũng nó màu mè quá, đi một chiếc ô tô 8-9 tỷ, bây giờ mở báo ra đọc về Bùi Tiến Dũng chỉ là những cái thông tin đấy thôi. Hôm nay bạn ấy đi dự một cái fashion show này, rồi bạn ấy đi tập bằng một cái xe cáu cạnh như thế, tức là gì? Họ đang, cái câu hỏi của em hiện nay ấy, là họ đang hiểu sai về con người Bùi Tiến Dũng, và khi họ đã hiểu sai như thế rồi thì họ quy cái trách nhiệm đấy cho anh với tư cách là người đại diện, rằng là ông Đắc Văn là người đứng đằng sau Bùi Tiến Dũng cho tất cả những cuộc lột xác như vậy. Thực ra anh chẳng quan tâm đến những cái việc người ta nghĩ gì, và cái mà điều anh luôn luôn quan tâm nhất là những người anh làm việc cho họ, họ có hạnh phúc hay không. Các cầu thủ nước ngoài họ còn đi diễn cơ, họ còn đi diễn fashion show cơ, chứ không phải là họ đi xem. Những cầu thủ ở nước ngoài họ có đi xe đẹp không? Có, đúng không? Thậm chí nhiều. Thậm chí là nhiều. Thế bây giờ Bùi Tiến Dũng là cầu thủ đã thay đổi, góp phần không nhỏ thay đổi cái bóng đá Việt Nam sau Thường Châu. Vâng. Cái đấy chúng ta, cái đấy là lịch sử. Vâng. Mình không thể phủ nhận được chuyện đó. Chính xác. Đúng không? Cái thứ hai là Bùi Tiến Dũng cũng là người thay đổi tư duy về cái việc là cầu thủ quảng cáo, đúng không? Đúng ạ. Đúng. Thì bây giờ tại sao Bùi Tiến Dũng lại không có thể mua được một cái xe 7-8 tỷ thì không đến, nó ít hơn rất là nhiều, nhưng mà tại sao bạn ấy lại không có thể dùng cái đồng tiền mình kiếm được để bạn ấy làm những cái việc bạn ấy thích, trong khi ở nhà bố mẹ đã được lo lắng đầy đủ, các bạn ấy đã có một số tiền tiết kiệm, rồi tất cả những việc các bạn ấy plan, các bạn đã gần như là hoàn thành, thì tại sao bạn ấy lại không được làm những việc đó? Đúng, thì tại anh... bây giờ mình đặt ra một câu hỏi rất đơn giản là tại sao chúng ta thành công mà chúng ta vẫn phải sống kham khổ, đúng không? Bây giờ anh chỉ hỏi anh chỉ hỏi lại một câu: tất cả những người chửi chê Bùi Tiến Dũng là đi xe siêu xe, những người đấy có thích siêu xe không? Có, anh còn thích mà. Nếu anh có tiền ấy, ai cũng thích. Nhiều người hỏi là ôi giời thằng này mà màu mè rồi, yêu bạn gái người nước ngoài siêu mẫu. Em có thích không? Em có vợ, đúng em dám nói nhá. Nhá. Nhưng mà chính những cái người họ chửi Bùi Tiến Dũng, họ cũng là những người thích mà. Đúng. Ai chả thích, cái đấy là bình thường. Đúng không? Rất trời. Thì anh nghĩ rằng
có đây có cái gì đâu mà vấn đề quan trọng nhất là Dũng có cảm thấy hạnh phúc hay không. Đúng. Và Dũng có vẫn còn quyết tâm để đúng. Trở thành một thủ môn tốt hay không. Đúng. Và điều đấy thì chúng ta phải đợi thời gian. Đúng rồi. Còn lại chúng ta không nên nhìn cuộc sống của Bùi Tiến Dũng bây giờ mà chúng ta phán xét bằng cái góc nhìn của chúng ta. Đúng. Anh đúng đồng ạ? Ý anh đồng ý với em. Chúng ta bây giờ sẽ chuyển sang một cái vấn đề này nữa, không biết là anh có cảm thấy nó bị tế nhị hay không. Đó là sự hiểu nhầm của các câu lạc bộ dành cho anh. Ví dụ như trường hợp của Bầu Hiền chẳng hạn. Trong một buổi họp thì Bầu Hiền đã từng nói rất nhiều về anh. Và sau đấy thì em cũng biết là cái công việc của anh đối với những cầu thủ của Hà Nội nó cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Anh nói thực sự là nó cũng chẳng có gì tế nhị cả. Thứ nhất là quan điểm của anh là anh luôn luôn tôn trọng những cái gì mà anh Hiền đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Cho dù chúng ta nói gì nói, ở bóng đá Việt Nam mà thiếu Bầu Hiền, thiếu Bầu Đức, đúng không? PVF rất là nhiều, Sông Lam, Nghệ An và thì bóng đá Việt Nam chả có. Thực ra mà nói thì chả có, bởi vì bóng đá Việt Nam có nhưng không đáng kể. Nó không, nhưng mà thực ra bóng đá Việt Nam nó không phải là một cái nền bóng đá thị trường. Vâng. Đúng không? Nó đều phải sống ở trong tất cả những cái sự ngân sách nhà nước hết ạ. Ngân sách nhà nước rồi là tài trợ của các ông bầu. Vâng. Đúng không? Thì anh luôn luôn tôn trọng, rất là tôn trọng anh Hiền. Anh cũng đã từng gặp anh Hiền và từng gặp vợ anh Hiền. Rồi là cũng mặc dù không nói chuyện nhiều nhưng mà anh luôn luôn dành một cái sự kính trọng đặc biệt cho anh Hiền. Và kể cả cho anh Đức, anh cũng gặp anh Đức rồi. Giả sử như các anh có hiểu lầm mình có nói cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Và cái việc để cho những cái sự hiểu lầm đấy càng ngày nó càng ít đi. Và có thể là một ngày nào đó anh Hiền sẽ bảo Văn, thằng em làm được. Đúng không? Ví dụ thế. Vâng. Thì mình chỉ được, mình chỉ nên chứng minh bằng những cái việc mình làm thôi. Chứ còn nói thì ai chả nói được đấy. Anh Hiền có một câu rất nổi tiếng là yêu đích cần ai làm chứng. Đúng. Tức là những người đàn ông họ chỉ cần hiểu nhau là đủ, không cần ai làm chứng cả. Em có nhìn ở trên Facebook của anh có một cái câu slogan anh luôn luôn nói là cuộc sống là để sống chứ không phải để giải thích. Vâng. Anh sống tốt, anh không phải giải thích. Đến một ngày nào đấy những người nào cần hiểu sẽ hiểu. Còn những người nào không cần hiểu, anh có sống tốt mấy thì tốt họ cũng vẫn không hiểu cơ mà, đúng không? Nhưng anh chỉ nói với Hải là ở đây hoàn toàn là không có một cái gì để mà gọi là nịnh Bầu Hiền hay là nịnh Bầu Đức hay là nịnh các ông bầu cả. Mà anh luôn luôn dành cho họ một sự tôn trọng nhất định. Và anh tin rằng khi mà họ nhìn thấy những cái công việc anh đang làm, anh sẽ làm. Ví dụ như bây giờ anh đang làm về bóng đá cộng đồng, bóng đá trẻ này. Thì họ sẽ có một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra là các anh sẽ hiểu ra là thằng này nó cũng chả có gây hại đến mình. Mà thực ra cho đến giờ phút này anh cũng làm tốt mà, chứ anh có làm gì xấu để mà ảnh hưởng đến câu lạc bộ Hà Nội hay là ảnh hưởng đến câu lạc bộ nọ, câu lạc bộ kia đâu, hoàn toàn không có. Em thì em thấy là hình như là những người đại diện họ sinh ra để có những xung đột hay sao ấy. Bởi vì hình như là nó có mối quan hệ xung đột về mặt lợi ích. Ví dụ như là có thể cấp câu lạc bộ, vì mình bảo vệ quyền lợi cho cầu thủ thì nó sẽ đi ngược lại cái quyền lợi của câu lạc bộ. Ví dụ như chúng ta bảo vệ các cầu thủ thì đôi khi các anti fan ở trên mạng, thậm chí là kể cả báo chí nữa, ví dụ có những phóng viên hay là có họ những cái quan điểm hoặc thông tin gì đó có thể nó không đúng với cái thông tin của mình, hoặc nó đi ngược lại cái lợi ích của mình, thì đôi khi mình cũng có sự xung đột. Cái đấy chúng ta phải thừa nhận, bóng đá ở nước ngoài là cái luật. Vâng. Đúng không? Luật chúng ta làm, chúng ta không phải vòng vo. Đúng. Tam quốc. Nhưng khi mà chúng ta đọc cái câu chuyện của George Mendes, vâng, thì anh ấy thấy nó có rất là nhiều, mặc dù mình không dám so mình với ông đấy, nhưng mà nó cũng rất là nhiều những cái mà giống nhau ở trong đó. Thì anh là một người không bao giờ tìm đến sự xung đột. Cái đấy Minh Hải biết cái chuyện đó. Có thể là nó có một sự hiểu lầm trong một thời điểm nào đó, nhưng anh luôn luôn là cái người muốn đối thoại, muốn dung hòa tất cả mọi bên, giải quyết mọi thứ, tìm cái chung để giải quyết những vấn đề. Và thì anh nghĩ đấy mới là cái mà một người đại diện giỏi cần phải có. Còn cái câu chuyện mạng xã hội thì em biết rồi, fan với anti fan thì nó là cái chuyện rất là bình thường. Mình không thể có cái sự tác động làm sao để cho anti fan hay là để cho fan, chỉ có mỗi một cách thôi. Riêng đối với fan và anti fan chỉ có đúng một cách là trên sân cỏ. Và em nhìn thấy đấy là Hữu Quang Hải, khi mà bạn ý có rất là nhiều anti fan trong những cái chuyện mà riêng liên quan bóng đá. Thế nhưng mà bạn ấy cứ phong độ của bạn tốt, bạn ghi bàn, bạn ấy đá hay thì tất cả nó sẽ tự, đúng không? Tự nó dung hòa thôi. Em hỏi anh một câu, anh đã mất gì và anh đã hy sinh những gì khi bắt đầu trở thành một người đại diện? Anh mất nhiều hơn được. Em phải hiểu là khi anh
là một người sống ở nước ngoài rất là lâu mà bỏ nước ngoài để về Việt Nam, mong muốn, đây là mong muốn đóng góp công sức để xây dựng bóng đá Việt Nam cho chuyên nghiệp hơn, cho tốt hơn, thì vô hình chung là anh đã phải xa gia đình, xa vợ con. Anh cũng có ba đứa con nó cũng cần anh. Ừ. Ở đây anh có 5 đứa con, ừ, đúng không? Ở Đức anh có 3 đứa con, và bây giờ khi mà làm bóng đá trẻ, bóng đá cộng đồng, anh có thêm 500 đứa con nữa, ừ, đúng không? Thì tất cả chúng nó đều cần mình. Thì bây giờ cái thiệt thòi ở đây anh có thể nói được là, ví dụ như nếu không có Covid, có thể bây giờ anh ngồi nói chuyện với Hải, nhưng mà 5 tiếng nữa, 11:30 thường là có một chuyến bay đi Frankfurt. Ừ. Thì anh xách vali anh đi ra đó và anh sang với gia đình anh. Ừ. Nhớ con chứ, ừ, đúng không? Nhìn những cái ảnh em post con gái sinh nhật, ừ, từ anh, ừ, buồn lắm. Anh nhớ chứ. Ừ. Thế nhưng mà bây giờ vì Covid mình không thể đi được. Mình đi mình không về được. Mình đi rồi tất cả những công việc ở đây dở dang nó sẽ như thế nào? Ừ. Kể cả về vấn đề tài chính, mình cũng có những cái thiệt thòi của mình chứ. Ví dụ như nếu mà ở Đức anh kinh doanh tốt, anh sống khỏe mà. Nhưng mà về đây mọi người cứ nghĩ rằng ông Văn này chắc là ông ấy phải giàu lắm rồi. Ừ. Đúng không? Cũng có thể là ông ấy giàu nhưng mà không về tiền. Ừ, ừ, ừ. Ông giàu về tình cảm, bởi vì thực ra, ừ, thì anh nghĩ rằng đến giờ phút này thì tất cả mọi người, kể cả những người từ ngày xưa hiểu nhầm anh, bây giờ rất là nhiều người yêu quý anh. Ừ. Và kể cả những người xung quanh, các cầu thủ và những người liên quan, họ rất là yêu thương mình. Thì đấy là cái mình được. Cũng may là gia đình anh rất là hiểu và cũng rất là thông cảm về những cái việc anh đang làm bây giờ. Thôi cũng coi như mình là một người đi làm xa. Đấy, và cái để mà mình vui, để mà mình niềm vui hàng ngày là mình thấy là tất cả đều phát triển rất là tốt. Việt Nam cũng đang phát triển rất là tốt, mặc dù cả thế giới đang bị Covid bao trùm, nhưng Việt Nam vẫn rất là, các sân bóng vẫn đầy, đúng không? Rồi rất là nhiều các cháu trẻ con bây giờ sẽ không thay bằng chơi iPhone, iPad, sẽ ra đá bóng. Và trong biết đâu trong những cái cháu đấy, rất nhiều những cháu khác sẽ trở thành những Quang Hải, những Văn Hậu, những Bùi Tiến Dũng mới, những Hà Đức Chinh mới, những Tiến Linh, những Đình Trọng mới. Thế đấy là những cái mà anh nghĩ nó quan trọng hơn tiền rất là nhiều. Nó là cái giá trị cho xã hội. Anh luôn luôn quan điểm là mình cứ làm những cái việc thật tốt, mình cứ làm sao mình thật là hạnh phúc, thì tất cả năng lượng tích cực, năng lượng tích cực, có vậy thôi. Sẽ là hơi thừa, nhưng mà em sẽ phải hỏi câu này: nếu được trở lại những năm 2015, anh có quyết tâm trở thành một người đại diện và giúp đỡ bóng đá Việt Nam như bây giờ hay không? Có, chắc chắn là có. Bởi vì khi càng đi sâu vào thì mình càng thấy rằng những cầu thủ họ cần mình, bóng đá Việt Nam cần mình, và kể cả câu lạc bộ bóng đá Việt Nam họ cũng cần mình. Anh đã có một thời gian làm việc với anh Vượng ở PVF. Ừ. Sau đó thì anh nghỉ, thì cũng có một số lời mời cũng rất là tốt. Thì đấy là những cái mà anh cảm thấy rằng rất là tích cực, đúng không? Đấy, thì ngoài những cầu thủ, anh lại quay lại nhắc lại một lần là ngoài những cầu thủ họ cần mình, đúng không? Bóng đá Việt Nam cũng cần những người như anh, tốt hay xấu chưa biết, nhưng mang những cái mới về. Tất cả những đứa trẻ con xung quanh nó cần những người như anh. Ừ. Và kể cả các câu lạc bộ chuyên nghiệp ở bóng đá Việt Nam muốn phát triển chuyên nghiệp cũng cần những người như anh. Thì đấy là anh phải trả lời một câu là rất là lớn, là chắc chắn là có, là anh sẽ làm. Có thể là nếu mà xoay đồng hồ ngược lại thì anh sẽ làm việc theo một kiểu khác, và có thể là sẽ hiệu quả hơn, sẽ nhanh hơn,